mặt mọi người. Hôm nay á là mình đi những cái mối nha các bạn, mối nhỏ nhỏ để mọi người nghe. Đây nè, trời ơi cái ổ nấm bút, mình mới phát hiện một ổ nấm bút nha. Trời ơi, thường thường ta nhổ lúc là sáng sớm tinh mơ, còn mình á trưa nay nó mới mọc nha. Giờ này đi chỗ này nắng chang chang luôn đó, các bạn thấy không đó, mình khơi khơi ra đất lên nó mới thấy đó, nó mới bút nhú nhú à. Trời ơi cái bút nè, trời ơi nó lên mà nó gặp nắng cái nó chai luôn nè các bạn, nó nở không được à, nó nứt cái gì cái dù của nó ra luôn nè. Hò thấy chưa, ôi đã quá. Bây giờ mình sẽ nhổ nha, nhổ tay này trước tiên đi, để cây này thấy nó mập quá, cái mập mà nó bị chai à. Ôi lên luôn, lên, ôi nó gãy nè, nó gãy nghe uổng ghê hồn luôn nè các bạn ơi. Nấm chai đây là nấm, nấm bắp mà bị chai nha. Nấm bắp mà bị chai. Rồi đây bỏ vô cái mơ cao luôn, bỏ vô mơ cao mới chắc xong. Trời ơi cái tên nấm nó chắc vàng à. Trời ơi mà nhổ nấm mới mình phải đào không là nó gãy ngang cái thân đó, cái cọng nó mập á, nó gãy ngang uổng lắm các bạn ơi. Đó mình dùng cái cây mình phải cởi nó lên đây. Ủa nó sâu quá, nó mới mọc nè, nó chưa lên được khỏi đất mà nó bị chai. Ôi rồi gãy rồi nha, tóc rồi gãy rồi, ôi gãy ngang luôn. Đây hàng chị thấy sao thấy cái tà lá nó bụi ngộ rồi đó, cẩn thận á, cẩn thận cái cây á, nãy giờ còn chút xíu nữa đạp rồi đứt cái đuôi chuột, cái đó đâu có ăn được đâu. Nhổ mình phải chừa lại cái đó để năm sau nó mọc nữa, con giống như chừa lại cái gốc. Ê đây nè, đây nè mới lên nữa nè, rồi mới lên đi rửa đất ở đây nữa nè. Ủa quá không đột đất nha, mới thấy đó. Ôi, ôi cái cọng nó trắng mà nó mập. Các bạn ơi, đây là thành quả của mình nè. Mặc dù là nó hơi có dính bùn đất nhiều nhưng mà rất là ngon nha. Tại vì nó mứt, nó chai không à, rất là ngon nha. Ui, cái cọng nào còn thấy mập lù không này nha. Đã quá trời, đã luôn.